cát bột lắm nha mọi người. Ăn hơi vàng vàng gì, nó còn độ giòn, không bị chua luôn nha mọi người. Xào già quá tuyệt vời. Xoài bên mình là mới hồn hồn vậy mà ăn được toàn lắm nè. Không cần đợi chín vàng hết. Nguyên mấy trái gì là ăn bao ngon.